Kênh Dân Miền Tây Làm Nông xin chào những khán giả yêu thương của Hiển. Thì hôm nay thì Hiển tổng kết lại một số có một câu hỏi mà rất là nhiều người bạn hỏi. Thì hôm nay thì Hiển làm cái clip này để Hiển trả lời câu hỏi cho những bạn đã hỏi Hiển về câu hỏi này là cây nhãn nó ngẹn bông thì mình phải xử lý làm sao cho cây nhãn nó phọt bông ra. Thì đó là câu hỏi của của những bạn đó. Thì hôm nay Hiển xin trả lời thế này. Cây nhãn ngẹn bông nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trường hợp là cây nhãn nó ra được 50%. 50% còn lại là nó ngẹn nó không ra, hoặc nó ra là nó ra rất là yếu. Còn trường hợp thứ hai là trường hợp thứ hai thì nó có hai vấn đề nữa là hãy tính ba trường hợp đi ha, cho nó dễ nghe hơn. Thì trường hợp thứ hai là trường hợp là dùng quá nhiều loại thuốc kích, bắt đầu cái nó ra bông mà nó ra kiểu ra không nổi, nó ra gặn là ra ngẹn mà nó không có bung cái dòi cái ngòng bông được. Thì đó là trường hợp thứ hai. Còn trường hợp thứ ba là các bạn đã xử lý gốc rồi, rồi sau đó là cây nhãn nó không ra ngọn mà nó cũng không ra bông luôn. Thì trong vòng đúng của nó thì khoảng tầm 1 tháng là bắt đầu nó sẽ bung cái ngọn bông lên. Nhưng khoảng 1,5 tháng hoặc 2 tháng, hoặc là gặp cái đợt mưa dầm á, bắt đầu là nó phụt ngọn bông ra, nhưng mà nó ra ngọn theo kiểu ngạn. Thì hôm nay thì Hiển sẽ trả lời câu hỏi của các bạn như sau, và Hiển giải quyết thế này. Thì trường hợp đầu tiên á, là trường hợp á, là ức chế nó không thành công thì nó sẽ ra 50% và 50% còn lại là nó ngạn. Thì trong cái vấn đề này, khi mà nó ra 50% thì các bạn cũng hiểu ha, cái làm cơi của mình nó không đều, thì thành ra các bạn tưới á, thì cái cơi nào mà cái đầu ngọn cành á, nó già thì nó ra. Còn những đầu ngọn cành á, mà nó chưa già hoặc nó gần già rồi á, thì nó ra hơi muộn. Mà nó ra hơi muộn như vậy thì nó sẽ trong trên đầu ngọn của các cây. Thì trong trên thế này là bên kia thì nó đã ra cái ngọn dài rồi, còn bên đây thì nó mới lú ngọn bông ngắn ngắn à. Thì đó là trường hợp ngẹn nhẹ. Đó là do mình làm cơi nó không có đều á. Thành ra là cái đó là một trong những cái mà quyết định bởi phần cơi. Rồi trường hợp thứ hai là khi mình đã đổ gốc và mình đã xịt thuốc kích nhiều quá. Tại sao mà Hiển cho xịt kích 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 tuần, để làm gì? Là để cho cây nhãn nó bắt được cái nhịp của cái bông, để cái bông nó ra đúng thời kỳ. Với Hiển không cho xịt 3 lần, 4 lần, trừ trường hợp là những loại thuốc mà các bạn kiếm không ra nha, thì Hiển sẽ kê cho một loại thuốc khác. Thì nó chỉ có một loại thôi, chứ nó không có một phải là một bộ đôi nha, nó một loại thôi. Thì bắt buộc các bạn phải xịt 4 lần cho Hiển, mỗi lần cách nhau 7 ngày. Để làm chi? Để cái lượng thuốc đó này tương đối là nó sẽ nhẹ hơn cho với bộ đôi của Hiển, nên buộc Hiển phải bắt mọi người xịt 4 lần nhưng chỉ một loại. Thì có trường hợp của anh Hiếu ở Cầu Lan Bình á, là ảnh đổ thuốc gốc xong á, rồi cái ở tiệm phân á, là kê cho ảnh là xịt 1 lần là đổ gốc xong nha. 7 ngày sau là người ta kê cho ảnh một to là 4 lợn thuốc kích như vậy để xử lý cho cây nhãn. Thì anh kích 4 lần rồi thì cây nhãn nó ra 50% bông, và 50% còn lại là nó muốn ngẹn và nó muốn chai đầu bông. Đó, thì đó là trường hợp đó. Thì Hiển cũng đã hướng dẫn cho anh và cho anh một loại chung quy lượng để vuốt bông lại. Chứ giai đoạn đó như trường hợp của anh Hiếu thì thật sự nó là cây nhãn nó đã chịu nhiều thuốc kích quá, bắt đầu là nó nóng rồi. Mà các bạn cũng biết nha, thuốc kích là con dao hai lưỡi, kích 2 lần thì thôi. Chứ mà cái cây bông, cái khi mà cái đầu ngọn mà nó ra cái ngọng bông mà nó được khoảng chừng 1,5 tấc, 2 tấc rồi á, thì các bạn kích nữa là bảo đảm là lớ quớ là những cái bông đó nó sẽ bị là nóng quá, là nó sẽ bị là hư luôn cả cái bông nha. Đó thì đó là trường hợp đó là dùng thuốc kích không đúng.
Đó là trường hợp thứ hai. Hiện giải thích trường hợp thứ ba là khi mà đổ gốc mà không ra ngọn mà nó cũng chả ra bông, nó nằm lì lì đó cho đến là khi mà mình cho đến khi mà nó gặp điều kiện thuận lợi, ví dụ như là gió chướng hoặc là mưa dầm nó giúp cho cái thuốc nó xuống dưới ức chế lại rễ nữa thì nó ức chế hơi chậm. Với phần còn lại nữa là dùng không đúng thuốc kích, thành ra là nó có kết quả như vậy, thì nó không ra ngọn, không ra bông, nó nằm ở đó đó, nó ngẹn ngẹn đó, rồi gặp thời tiết thuận lợi nó phọt ra nhưng nó phọt rất là yếu. Thì cái trường hợp đó là các bạn cũng thấy, đó là trường hợp đổ gốc thì chắc lượng thuốc là đã đủ ức chế rồi, nhưng nó cần thêm thuốc kích nữa. Trong cái bộ cặp đôi của Hiển đó là thuốc kích là nó kích để nó đưa cái ngòng bông lên và nó chặn cái đầu ngọn đi. Thì trên một đầu ngọn nhãn á, thì các bạn chỉ thấy có một thôi, nhưng mà cái mầm của nó thì trong khi đó nó có hai cái mầm, đó là mầm ngọn và mầm hoa. Ví dụ như xài bộ đôi của Hiển á, thì nó sẽ ức chế cái mầm ngọn đi và nó để cho cái mầm hoa nó phọt lên, thì như vậy là mình đã xử lý rễ hoa thành công. Đó là như vậy. Còn khi mà trong ba trường hợp đó thì khi mà cái cây nhãn nó đã ra cái ngọng bông mà nó ra hơi yếu á, thì bây giờ thì Hiển sẽ hướng dẫn cho các bạn một loại phân bón lá trung quy lượng để giúp cho cái ngọng bông nó phọt ra mạnh hơn. Trung quy là nó ra thì nó tạm thời là nó ra thì nó cũng ra như vậy, nhưng mà nó sẽ không ra đẹp bằng cái ngọn bông mà mình kích nha các bạn. Cái này coi như là mình vớt lại thôi. Đây, gói này là các bạn thấy là chuyên gia là để nó vuốt bông, thì cái bông mình đã đẹp rồi thì mình sẽ không dùng cái loại này, tại vì mình dùng nó sẽ mang chất dư thừa và cái bông nó dài thêm nữa thì cực cho mình phải đi cắt chót đuôi nữa. Còn nếu mà ngẹn bông á, thì các bạn dùng gói này nó rẻ lắm. Thì Hiển trên clip trước Hiển cũng có giới thiệu rồi, nó rẻ lắm. Bây giờ khoảng chừng 25.000 cho 200 lít nước thì là quá rẻ. Cái loại này xịt để vuốt bông, vuốt những bông ngẹn nha các bạn, tại vì nó là có thành phần là trung quy lượng chứ nó không có NPK trong đây. Các bạn thấy ha, đó là một số bạn đã hỏi mình thì mình đã hướng dẫn cho bạn mua cái gói này. Nếu mà trong trường hợp các bạn không mua ra gói này thì các bạn xem cái nồng độ và cái thành phần của nó đây nè, thì các bạn sẽ xem một chế phẩm khác. Và các bạn mua, các bạn buộc phải sử dụng, đang mùa dịch mà buộc phải sử dụng, thì nó cũng đáp ứng nhu cầu là cái bông nó ra, còn chất lượng bông đẹp hay không á, là quyết định vào cái gói này. Ví dụ như dùng đúng gói này á, thì chất lượng bông nó sẽ được đạt hơn chút đỉnh. Còn nếu mà dùng một hãng khác á, thì mình không biết là trong đó là họ ghi trên cái nhãn mác thế này, nhưng mà thành phần ở trong thuốc thì mình đâu có đo lường được các bạn, đâu có biết là nó có đủ như gì họ ghi trên nhãn hay không. Còn ở đây là cái kinh nghiệm của Hiển sử dụng á, thì Hiển biết là nó ok. Còn những loại khác thì Hiển đã sử dụng rồi, Hiển thấy nó không có đạt tiêu chuẩn của Hiển thành công sử dụng nữa. Cái nào mà mình đã sử dụng mà rẻ nó hiệu quả rồi thì mình sử dụng luôn, chứ mình không có thay đổi một loại khác. Đó là những cái mà Hiển chia sẻ với các bạn, giải là câu hỏi các bạn hôm nay. Đó là đây là giải quyết bằng gói này. Xịt cho Hiển một cử, rồi sau đó 10 ngày sau xịt một cử nữa, để xem coi tình hình coi là bông nó phọt ra như thế nào. Rồi sau đó nữa là mình sẽ tiến hành là xử lý theo quy trình y như cũ trở lại. Đó là lời mà Hiển trả lời câu hỏi và có các bạn lý do tại sao và cái cách hướng để giải quyết cho cái trường hợp này. Còn một vấn đề nữa là bây giờ thì các bạn đã đăng ký Zalo với Hiển rồi, thì Hiển cũng xin các bạn là đăng ký kênh của Hiển luôn, để có gì là Hiển dễ tương tác hơn. Ví dụ như các bạn đăng ký kênh mà coi cái clip của Hiển xong các bạn không hiểu thì các bạn sang bên Zalo thì nói với Hiển ơi, bây giờ là mình không cái quy trình đó, hoặc là quy trình trước đó mình không hiểu ở chỗ nào, thì Hiển sẽ gọi trực tiếp để Hiển sẽ giải thích khúc mắc cho các bạn. Thứ hai nữa là tại sao Hiển cứ yêu cầu các bạn tương tác với Zalo, tại vì các bạn là kết bạn Zalo, thứ nhất là Hiển có thể nhìn
cái hình hoặc một cái clip ngắn của các bạn quay về cây nhãn như thế nào và cây nhãn của bạn trong tình trạng đó, thì Hiển xem cái hình về cây nhãn, về cái trái nhãn để Hiển biết là nó thiếu cái gì NPK, hay là nó thiếu chung bi lượng, hoặc là nó thiếu bo hay thiếu gì đó thì Hiển sẽ bổ sung cho các bạn. Hoặc là coi cái cây nhãn của các bạn, coi cái phần lá gần chùm bông hoặc chùm hoa là nó đã đủ điều kiện chưa, hoặc là ở dưới là rễ nó chưa phát triển thì Hiển sẽ cho các bạn bổ sung thêm cái chất kích rễ để các bạn, để cho những cái mùa vụ trái của mình nó sẽ tốt hơn. Đó là cái vấn đề mà Hiển muốn chia sẻ. Còn cái vấn đề thứ hai sau cái quy trình Hiển vừa quay đó tập 7 đó, thì tới tập 8 thì các bạn xem coi Hiển cho cái cây nhãn của Hiển nó nhậu như thế nào. Tại vì mấy bữa nay nó nói gió rồi nắng rồi mưa cứ bất chợt hoài, nó nói giờ mình mẩy nó ghim hết trơn rồi nên nó đòi nhậu. Thì tới cái tập 8 đó các bạn đón xem nha, xem coi Hiển cho cây nhãn của Hiển nó nhậu như thế nào, để nhậu bài bản không, Hiển lo nó nhậu đàng hoàng, rồi sau khi nhậu xong phải lo tới cái gì để cho cây nhãn hả nó khỏe lại. Xem nha. Đôi lúc thì Hiển truyền đạt những cái thông điệp, những cái clip như vậy, thì đây là cái clip mình các bạn xử lý cây nhãn mà làm kinh tế mà, thì nó đau đầu dữ lắm, nó hại não lắm. Nên bây giờ Hiển sẽ làm một cái clip như vậy để cho các bạn xem cho nó tiếu một chút, cho nó đỡ căng thẳng, và sau đó mình vô chương trình hại não tiếp nha các bạn. Nếu các bạn nếu các bạn thấy cái kênh mà cái clip của Hiển hay thì cho Hiển xin một đăng ký kênh và một like để cho cái kênh của Hiển nó mang tính chất là phổ biến hơn. Với những người mà đã sẵn sàng lắng nghe Hiển thì cũng Hiển cũng xin phép là các bạn cho mình một đăng ký kênh luôn, để có những thông báo mới về cái clip mới của Hiển ra thì các bạn theo dõi cho nó sát sao hơn. Và sau đó là Hiển sẽ nhận tương tác của các bạn qua Zalo. Tại vì bên Zalo thì nó rất là dễ, ví dụ như mình gọi điện cho nhau, mình nói chuyện với nhau để cho nó hiểu được cái vấn đề của các bạn đang ở trường hợp nào, đang ở trong trường hợp nào, và cái cây nhãn của bạn đang ở bị vấn đề nào. Cái thứ hai là Zalo cũng là nơi để Hiển chia sẻ những cái nhãn phân thuốc cho các bạn dễ tìm mua và dễ tiếp cận với những cái loại phân thuốc mà Hiển đang xài, để vườn của các bạn nó sẽ có cái hiệu quả hơn. Rồi, hôm nay Hiển xin chấm hết cái clip này ở đây, và cảm ơn các bạn đã theo dõi.